muốn chạy lên để tặng quà idol luôn không? Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cả một tiết mục tiếp theo vô cùng đặc biệt trong buổi tối ngày hôm nay. Một tràng pháo tay thật lớn dành cho tiết mục nhảy Em Lại Nhớ Anh Rồi, được biểu diễn bởi vũ đoàn Messe. Vỗ tay cổ vũ các bạn ơi, vỗ tay theo nhịp luôn nào. The bell for regular updates on these exciting topics. Show us with a thumbs up that we can keep you engaged with the content of our